Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 và 3 năm thực hiện kết luận 06 của Ban Bí thư về việc triển khai tín dụng chính sách xã hội, đã huy động được 238.338 tỷ đồng, đưa tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến nay đạt trên 373.000 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với trước khi thực hiện chỉ thị. Bình quân tăng trưởng nguồn vốn hàng năm đạt 10,8%. Với nguồn lực lớn được huy động, tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ cho trên 21 triệu lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn, với tổng doanh số cho vay đạt trên 733.000 tỷ đồng, đáp ứng mục tiêu mở rộng đối tượng, nâng mức cho vay, góp phần mang lại sinh kế, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống của người dân, góp phần ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi, giúp bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó nổi bật là giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn từ 2011 đến 2015 từ 14,2% xuống còn 4,25%. Giai đoạn từ 2016 đến 2021, từ 9,88% xuống còn 2,23% và đến cuối năm 2023 còn 2,93% theo chuẩn nghèo đa chiều. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực hiện chỉ thị số 40 và kết luận số 06 của Ban Bí thư và kế hoạch triển khai chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hơn 10 năm qua. Tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một điểm sáng và là một trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là người nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội. Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại về cơ cấu nguồn vốn chưa thực sự hợp lý và bảo đảm tính bền vững. Nguồn vốn ủy thác tại một số tỉnh còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Cùng với đó là chính sách tín dụng với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm bền vững đã tạo điều kiện cho nhiều nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước nhưng chưa triệt để. Một số chính sách tín dụng mặc dù có điều chỉnh nâng mức cho vay nhưng việc triển khai còn chậm. Là làm sao mở rộng cái quy mô tín dụng, rồi tăng cường cái đối tượng được cho vay, rồi nâng cao cái quy mô được vay, nhất là cho các cái đối tượng là người nghèo, người khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, rồi người yếu thế, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người bị thiên tai lũ lụt, rồi có những cái trường hợp nó đặc biệt khác nó xảy ra trong cuộc đời, cuộc sống của mình, để làm sao tạo cái công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân, họ phát huy cái sức mạnh nội sinh của họ, phát huy cái tính tự lực tự cường của họ để họ vươn lên, vượt qua những cái khó khăn, những cái thách thức, những cái hạn chế, những cái bất cập mà trong cuộc đời, cuộc sống của họ phải gặp phải. Với tinh thần thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin rằng tín dụng chính sách xã hội trở thành một điểm sáng và là một trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là người nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội.